Bói đây, bói đây. Coi bói, coi tai, coi tài, coi giận đi. Đầu năm coi một quẻ, cuối năm là suôn sẻ. Cô nào chồng bỏ chồng chê, coi một quẻ là chồng mê tới chiều. Ư lộn, mê tới già. Mãi vô bà con ơi. Ui, ui, bái gì không? Mày có đuôi không? Tao để bộ bài này tao coi bói với bán gì ông nội. Ai biết tôi tưởng bán bài. Trời ơi. Đâu vậy? Anh có bói hả? Mấy bữa nay em tìm ông ra coi em khỏe được không? Mở hàng nha. Ừ. Đặt tiền cổ. Nhiêu? 100. Trời ơi, đừng nói 100. Ông coi đúng đi cho 1 triệu luôn. Cái gì? Ừ. Dạ ông có như tôi mà. Coi đúng đại ca cho em chịu hả? Ừ. Đại ca, ngồi xuống. Đại ca gì? Có biết coi phim không? Trời ơi, tôi coi phim hoài gì vậy? Coi phim hoài hả? Vậy đại ca ngồi kia đó sao thấy hình em? Thì ông né qua một bên đi. Quế gì nãy giờ. Sao mày không né, mà kêu tôi né? Thì ông nói từ từ, xích qua. Giờ coi nha. Sao đi? Kinh. Đại ca hồng gâu dữ à. Dưỡng dữ lắm á. Trời ơi, bài xấu dữ trời. Bài xấu lắm hả? Xấu quá à. Vậy là chết chắc rồi. Ba Bích đi trước nha. Ừ. Cái gì vậy? Gì vậy? Gì ba Bích đi trước ông nội? Chứ ông kia 13 lá mà tôi đủ Bích đi lên phải đi trước chứ sao? Ờ, lộn. Trời lối hết trơn à. Thôi bố mày lộn xạo xạo hoài à. Tôi cho ông biết nha. Cái địa bàn này là của tôi bảo kê. Muốn làm ăn ở đây phải đóng thế cho tôi biết không? Thế gì đóng trời? Mày giỡn mặt hả? Cái bàn này của tao, thấy không? Thấy gì chưa? Ồ. Cái phim này em khoái coi em nè. Mèo và anh chuột phải không? Giỡn mặt hả? Cho mày coi ở dưới á. Gì vậy? Kẹm gai. Mày xấu xạo rồi kêu anh em tao lại quýnh mày già á. Đại ca, thông cảm nè em đại ca. Sáng giờ chưa ai mở hàng. Mày nói vậy tao nghe được, tao đi một vòng tao lại mà làm ăn phải đóng thế cho tao nghe chưa? Đại ca yên đi, có khách làm ăn được là em không quên ơn đại ca đâu. Xạo xạo, 5 tuổi mày tới á. Dạ. Đi từ từ kìa đại ca. Đại ca đi khỏe đại ca. Hù. Trời ơi, gặp ai gặp này mà hù. Mày tưởng tao sợ mày hả mày? Mày ngon mày trở lại đây đi. Tao quất con mắt mày không nâu tao con mày luôn á. Xạo. Coi bói vô coi đừng khiều mày. Tao nói coi bói vô coi đừng có. Mày quất thử coi. Nè, con mắt đây nè. Quất thử đi, quất cái này nè. Bên đây nữa, muốn quất đâu rồi quất. Quất đủ gì đấy cá? Mày xạo xạo mày làm vậy. Tao người tao mày biết. Người tao gắn máy nghe lén tùm lum hết nha mày. Em đâu có nói nghe lén ra đâu. Mày xạo xạo mày lão mép à. Chừng tao à. Địch thu bộ hoài mày luôn. Đại ca. Một vòng nữa mà không đóng thế tao làm 5 tuổi mày tới. Đồ nghề của em đại ca. Đại ca. Lấy đồ nghề, lấy gì em làm ăn đại ca. Mày tưởng mày lấy bộ bài à, tao không có bài tao làm ăn hả mày? Xin lỗi mày nè, coi nè mày. Sao? Tưởng lấy bộ bài rồi tao sợ mày hả? Không phải một bộ đâu, nhiều bộ lắm con. Tết nhất tới nơi, làm ăn thì khó khăn. Mới trả chiếc chiếu chưa ai mở hàng, gặp mấy ông nội lại phá. Mới vừa trả chiếc chiếu á, thì bạn bị công an dí. Mà trả với chiếu chỗ khác á thì bị công an tới. Mà công an tới. Công an tới. Anh ơi. Ừ. Anh đứng từ nãy giờ ở đây rồi hả? Đúng rồi. Anh có thấy công an đâu không? Công an đâu? Ủa, em ở bên kia em nghe là công an đó. Bà là vậy là em nghe rõ ràng mà ở đây nè ai nói là công an tới á hồi nãy giờ không nghe ai la chân á
có mình bà la à, la làm nó chạy theo bà, chạy mệt muốn chết thấy không bà nội. Cái gì kêu tới bà nội như vậy? Anh nhìn kỹ đi, cái bạc em á còn trẻ hơn má mày nữa. Hổng nghe. Chứ làm gì là kêu tới bà nội? Thì bà mới đê đi, kêu mới đê. Bí đê. Ừ. Bí đê có ăn hết cái dòng họ mày không? Trời ơi, không nghe người ta nói hả? Nói gì? Trời xanh có mận có đào. Ừ. Có trai có gái phải có người bí đê. Trời ơi, bí đê có ăn hết cái dòng họ mày không mày? Lỡ lời à, cho biết nghe. Mà chẳng có ta bí đê nữa. Để mày đẻ con vợ mày á, đẻ con ra bí đê luôn. Ê, ê, ê. Chơi cho chù nha. Người ta có tên có họ đàng hoàng sao không kêu? Biết tên gì mà kêu? Người ta tên là Tam Kiều. Tam Kiều. Tên đẹp dữ ta. Ở đời có Thí Kiều nè, có Nhị Kiều, phải có Tam Kiều chứ. Ủa vậy hả? Ừ, thôi thôi giờ Tam Kiều đi chỗ khác chơi đi, cho mình làm ăn nha. Ủa anh bán gì vậy? Bán gì đâu bán. Coi bói. Coi bói. Ừ. Trời ơi trời ơi. Ông Kiều ghê quá. Coi bói phải không? Ừ. Hồi sáng giờ em muốn tìm coi quẻ đầu xuân cái năm nay em hên không đó. Tìm coi bói hả? Dạ. Khỏi tìm đâu xa, tại đây. Tại đây. Ừ. Biết mà. Mình coi cho Tam Kiều nha. Dạ. Ngồi xuống, ngồi xuống. Dạ. Rồi. Bói bài hả? Thì bói bài. Dạ. Đặt tiền, đặt tiền. Nhiêu? 200. Tiền tổ mày tới 200 liền hả? Coi mới linh. Dạ dạ. Ừ. Đó đặt lên, đặt lên. Dạ. Đây đó, 200 á. 200 nè. Dạ. Này là tiền của tổ nha. Dạ. Ê ê ê, chưa coi sao nhét cái túi. Cất sợ bay, sợ bay. Không có. Để đây mới linh. Ủa vậy hả? Người ta xem bói người ta để tiền tổ ở đây không hà. Xem xong rồi mới cất vô. Rồi rồi rồi. Tam Kiều xào đi. Xào hả? Xào mấy cái? Nam 7. Dạ. Nữ 9. Dạ. Còn Kiều 8. Sao vậy? Chính giữa. Chính giữa em có 87 không à? Chứ vậy mình đi coi người ta hả? Không có đưa tiền đâu. Ê tiền tổ. Tiền tổ à? Tổ ở trong mặt mày bây giờ. Xào xạo rồi đó, giờ có ai coi bói mà xào 8 cái không? Cho cứ biết chị ba nè, chùm coi bói đó cưng. Cái gì? Bà là chùm coi bói? Xin lỗi mày, năm nay bói bài là xưa rồi, không ai coi đâu. Nè, chị bói kiểu khác, bói theo khoa học đàng hoàng mà chỉ còn đói lên đói xuống nữa. Bà này bà điên à. Coi bói không coi bài rồi coi bằng gì? Vậy mà chị coi cách khác của chị. Cách gì? Coi bằng âm nhạc. Ủa? Coi bói bằng âm nhạc là sao? Thì muốn coi đi không thì đặt tiền tổ đi chị coi cho. Tiền tổ hả? Dạ chưa ha. Chưa. Em có tin sao? Có tin. Được rồi, chị bói sơ cho em một quẻ thôi. Ừ. Để coi em có tin không nha. Ừ. Ừ. À bây giờ bói một bó quẻ đầu tiên nha. Quẻ đầu tiên. À chị coi là quá khứ được nè. Ừ. Vị lai được nè. Tất cả cái gì em muốn, tình duyên hay cái gì chị coi cũng được hết. Ủa vậy hả? Ừ. Vì bói cho em quẻ trước nha. Thử coi. Ừ. Quên nữa, em tuổi gì? Tuổi Tỵ. Tỵ. Ừ. Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức. Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Ột. Vậy mà dỗ ta đây là coi bói chuyên nghiệp. Như đây là biết bảy rồi. Bảy gì? Vậy không chịu bảy nữa hả? Của người ta là Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Thị Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi. Tự nhiên cái tức lợn. Ai mới tức hợi? Đúng không? Đứng lên ra coi không? Đứng coi không? Cười. Coi mà sao cãi. Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Thị Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Lợn. Hợi. Lợn. Hợi. Tao nói lợn. Hợi, hợi, hợi. Bà là nụ cha mày chứ hợi. Hợi là tên má tao. Hả? Cha tên má tao tên hợi mà nó làm hợi, 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 hợi à. Người ta cử rồi. Ủa vậy là má bà tên hợi hả? Tán cái trong mặt mày này bây giờ à. Mày nói chữ hợi mày nhấn mạnh quá vậy mày. Tao nói lợn là tao tránh rồi.
đứng lên tao coi nha. Dần mẹo thình điện có mùi thân dậu tức giả trong mặt mày à, tức lợn. Ừ rồi, tuổi tỵ phải không? Đúng rồi, năm nay là năm hợi. Đúng, chết cha mày bị tam tai rồi. Hả, tam tai hả? Trời ơi, dần thân tỵ hợi tứ hành xung, mà tỵ hợi nằm gần nhau là bị tam tai đó nè. Nghe chị ba dặn nè. Dạ. Từ tháng 5 tới tháng 11, 6 tháng đó không được mặc đồ trắng ra đường. Ủa sao vậy cô ba? Trời mưa giăng sình dơ. Mấy cái tháng đó là không được mặc đồ trắng ra đường. Dạ. Đi ra đường này thì trời mưa giăng sình thì nó dơ, đúng không? Ba coi đúng không? Chị ba coi đúng không? Gì lãng xe cái bà nội. Ê lãng đâu, đúng không? Không đúng thì đừng coi. Thì đúng rồi. À chứ mưa cái giăng sình có dơ không? Thì dơ. Dơ tao còn nói gì nữa, tao coi đúng nói gì nữa. À ha. Muốn coi nữa không? Muốn. Đặt tiền tổ. Tiền tổ hả? À nhiêu? 500. Gì dữ vậy? Chị coi bằng khoa học mà, chị coi bằng âm nhạc mà, đâu phải coi bói bài sạch xạo như em đâu. Em là đoán tâm lý người ta thôi, còn chị coi sâu vào quá khứ vị lai của em. Ủa vậy hả? Quá khứ em làm gì, tương lai em làm gì? Hay vậy? Trời, muốn biết quá khứ làm gì không? Muốn. Đặt tiền tổ 500. 500 hay không? Ừ. 500 thì 500. Coi cho đúng nha. Ừ. Không đúng tôi lấy tiền lại à. Đó. Ê, 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 ê. Cái gì? Cái gì? Không có linh, để ngoài. Không có, chị coi linh lắm, chị coi khoa học mà. Chị mà bỏ túi chắc ăn sẽ gió tay. Vậy muốn coi gì? Có quá khứ hay quá khứ là... Quá khứ phải không? Ừ. Quá khứ của em làm nghề gì đúng không? Đúng rồi. Ừ. Cầm bài nhạc đi. Để chị ba chuẩn bị chưa? Ủa là sao? Em giấy đi. Giấy gì? Thì em khấn gì? Em khấn khấn tổ bài á. Tổ có bói nè. À à. Nó quá khứ quá khứ. Ừ. Lạc nha. Lạc đi. Rồi. Coi. Bài hát gì? Trái tim không ngủ yên. Chị biết em làm nghề gì hồi xưa rồi. Nghề gì? Ăn trộm. Sao biết hay vậy? Sao biết hay vậy? Trời. Thì bây giờ em đi ăn trộm với người ta ban đêm. Dạ. Thì em về đó em để xác em đi bán lại. Đúng rồi. Thì trái tim cứ hồi hộp vậy ra đâu có ngủ yên đâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, xưa là ban trạm không? Thì đúng rồi. Chị coi đúng chứ còn la gì nữa. Trời ơi hay quá cô ba ơi. Ừ, thường thôi. Bỏ cho em quẻ nữa nè. Dạ. Lật bài đi. Dạ. Giấy đàng hoàng. Mình phù hộ con. May là có cái này cũng thôi nóng chết luôn. Chị thủ sẵn nè. Rồi, có rồi, cô ba ơi. Gì? Đi về nơi xa. Chết cha. Nhà của em mấy năm rồi có tang phải không? Cái gì hay dữ vậy? Đừng có đánh, trời ơi, thần linh mà đừng có đánh. Mới mấy tháng à, ông nội tôi mới mất. Đó. Cái bài nhạc nó nói lên đó. Ủa vậy hả? Ờ. Hay quá vậy. Đi về nơi xa là ông nội của em mới đi về nơi xa đó. Dạ. Không có bao giờ trở lại Trần gian nữa. Vậy đúng rồi. Chị còn biết là ông nội của em chết ban ngày luôn. Cái này là sai sai rồi đó. Vậy ban đêm. Kỳ vậy ta. Ban ngày. Ban đêm. Trời ơi, trời trong quẻ nó ban ngày mà. Tôi con cháu nhà tôi không biết sao. Ban ngày. Đêm. Đúng rồi, ban đêm. Ông nội của em á, là số chết ban ngày. Vì thương con nhớ cháu nên kéo dài ban đêm, đúng không? Ờ ha. Vậy là ông đợi con về ông mới chết hả? Lúc đó mày đi đâu phải không? Dạ đúng rồi. Thì ông đợi mày về là ông mới chết, đáng lẽ ông chết hồi trưa đó. Trời ơi vậy là ông kéo dài, tao tối em mới chết cái này. Hay quá cô ba ơi, cô ba. Tao coi mà không hay thì sao tao lấy tiền được. Cô ba. Cái gì? Giờ con nói thiệt cô ba đừng có cười con nha. Ừ. Hồi xưa giờ tình duyên con lận đận lắm. Vậy hả? Dạ. Ừ. Coi giùm con quẻ được không? Muốn coi tình duyên phải không? Dạ. Giải đi. Dạ. Vàng vái đi rồi cô ba coi cho. Dạ. Tình duyên. Có rồi, có tình duyên rồi. Có chưa? Có rồi. Có tình duyên rồi. Dạ. Tốt không? Dạ. Ừ. Em giải bài gì vậy? Tóc em đuôi gà. Chết rồi. Chết gì? Đâu phải tình duyên. Tình duyên mà. Cái nào mày cũng bị tai nạn giao thông à. Bậy nha. Đừng có trù nha.
trong đây là để tình duyên đàng hoàng nè. Trời ơi, mày bị tám tay sao lại bị tai nạn giao thông đó. Mày biết hát bài này không? Không biết. Hát người ta nghe coi. Này cô bé có mái tóc đuôi gà đó, đạp xe trên phố đó, đạp xe trên phố nó đụng mày banh thay đó. Cái gì? Nó đụng mày chết đó nha. Cái gì? Mày không cẩn thận là xe đó nó đụng mày chết á. Ủa chứ phải là tình duyên hả cô ba? Không phải tình duyên đâu, tai nạn giao thông đó con. Trời ơi hay dữ vậy cô ba. Đúng quải đàng hoàng mới được nha. Vậy hả cô ba? Ừ. Trời ơi, từ mày coi tao coi là hên lắm đó. Chị ba coi là không có sai gì hết trơn á. Trời á, cô ba cái gì bây giờ con không cần tình duyên nữa. Thôi đủ rồi, còn coi gì nữa, coi tình duyên đồ gì đủ. 500 lượng mà. 500 lượng đó mà hả? Trời ơi, con năn nỉ cô ba, con làm ăn cái nghề này nè khó khăn quá, kiếp trước cũng khó khăn nữa. Xê ra trời, đàn ông nó cứ sát sát là người ta hoài à. Xê ra liệu thích sát sát là người ta quá à. Bây giờ cô ba coi giùm con coi, con đổi nghề làm ăn khác được không? Đổi nghề làm ăn khác? Dạ. Cái này là khuyến mãi đó nha. Dạ. Một lần nữa thôi nha. Dạ. Rồi lật đi. Dạ. Làm ăn khác, đổi nghề. Phụ cậu có con đổi nghề, lúc rồi đổi nghề. Vô phải không? Ta sắp sửa là đi chơi. Hả? Ấy da đâu? Sung sướng quá. Cuộc đời tôi lấy cái gì thì sao là mình khỏe. Vậy hả? Dạ. Cái từ đó là sao là giàu có rồi hả? Dạ. Đổi nghề là giàu có luôn hả? Dạ. Trời ơi, bán nhà đất phải không? Không phải. Chứ dở bài gì? Làm ca sĩ. Làm ca sĩ là ca sĩ nổi tiếng. Ca sĩ nổi tiếng? Ở nhà lầu đi xe hơi. Vậy hả? Ai cũng biết hết. Chúc mừng nha. Dạ. Ê bà, em dở ra bài gì mà em thấy em làm ca sĩ? Dạ, kiếp cầm ca. Ủa, kiếp cầm ca đâu phải là ca sĩ. Ca sĩ? Kiếp cầm ca là ca sĩ mà. Đâu đi, chị coi coi. Không, số em không có làm ca sĩ được đâu. Kiếp cầm ca là có em đi ăn mài đó. Mày nói bậy bà ơi. Gì? Cuối ta là kiếp cầm ca là ca sĩ không? Kiếp cầm ca. Ừ. Là cầm cái ca giờ đi xin ăn người ta đó ông nội. Chứ không phải kiếp cầm ca là đi ăn mài đâu. Ý là ca sĩ đâu. Ủa? Mày tương lai mày ăn mài đó. Trời ơi, sao con mà muốn đổi nghề cũng được đó cô ba? Trời ơi, khó khăn lắm, phải cúng quải đi. Cúng quải là cô ba làm cho rồi. Nó trở qua trở lại nhân mạng mình. Ủa? Mình cúng là kiểu mình cúng là giải nạn hả cô ba? Ừ. Nhưng mà cô ba ơi, cúng cái đó mắc không? 5 triệu. Gì mắc như vậy? Thánh thần giật mà chết đó. Trời ơi trời, làm như là cúng tôi ăn rồi đó. Thánh thần ăn cái tôi có ăn đâu. Thánh thần ăn cái gì dữ vậy? Mày đừng có hổn với mày. Mày nói vậy bậy là cái bề là sao mày đi ăn mày á nha. Mày biết tai nạn giao thông đó nha. Trời ơi, tôi mới mua rồi, với tiền vàng bạc này, nhang này, đèn đủ thứ đó nè. Trời ơi, cái đó có mấy trăm ngàn à. Mấy trăm ngàn cái đó là được, còn con heo chi? Ủa, phải quên. Phải cúng con heo. À, con heo cúng xong con đem về được không? Về cái gì? Heo cúng. Cái người cúng đâu có được đem heo về. Mà không được ăn nữa. Có gì kỳ vậy? Phải chia cho mình những người khác ăn. Ăn để người ta giải nạn cho mình. Ủa vậy đó hả? Chứ sao? Bây giờ ứng trước 2 triệu được không? 2 triệu hả? 2 triệu để tôi mua đồ cúng chứ. Ờ cúng, được rồi, đợi con chút. Còn 3 triệu thì bây giờ để từ sao? Chứ sao cúng cũng phải lột đồ này ra cúng mình đổi người khác mà. Đổi đâu có cần đâu. Đúng rồi. Ủa cô ba ơi. Gì? Con đi đột xuất con đâu có đem tiền theo nhiều. Trời đất ơi trời, cúng quải mà không có tiền làm sao chị ba cúng được. Có cách này. Cách gì? Bây giờ con làm phiền cô ba nha. Ừ. Cô ba đi với con được không? Đi đâu? Rút tiền. Ồ, thẻ ATM. Không, con xài ngân hàng khác. Ngân hàng nào? Aticom. Ủa, có ngân hàng mới hả ta? Có. Ngân hàng cái thẻ màu đỏ dễ thương quá. Đúng vậy. Ừ. Aticom là công gì? Công an. À, hả? Tao canh mày lâu lắm rồi ha. Ê, giỡn, nãy giờ giỡn với tôi ha. Giỡn hả? Nãy giả dạng giỡn tôi ha. Hai chị em mình đều giỡn với nhau hết á. Chứ em đâu có biết coi bói ấy đâu. Không biết coi bói. Em giỡn với anh thôi á. Tiền quẻ 500. Gì? Ối ra. Em giỡn mà. Chợ chưa nuốt vô tới bắt cổ rồi. Cái đó ối ra đây. Em giỡn thôi. Chứ em đâu có coi bói gì đâu. Em đi nha. Đứng lại. Hai tuần. Như kêu tên tay hả? Ủa? Chứ không phải là Tam Kiều hả? Tam Kiều mà. Tam Kiều hả? Ở nhà tên tuổi mày đặt thì đổi tên là Tam Kiều hả? Đi lường gạt người ta. Tao canh mày lâu dữ lắm mày. Nhất quyết bắt cho bằng được. Gì anh ơi, anh tha cho em đi. Em chỉ là coi bói dạo thôi, đâu có làm gì đâu anh. Coi bói dạo hả?
lừa người ta cúng kiến lấy tiền người ta mà nói con có dạo hả? Bây giờ còn mê tính gì đâu hả? Bây giờ không có nói nhiều nữa, theo tao về phường. Anh ơi, chồng em bệnh, con em đau, hiện giờ em đang có chừa. Trời ơi, xin tha em, đừng bắt em tu nghiệp có chừa. Tan, không có nói nhiều. Em có chồng con mà, trời anh bắt em rồi, cái chồng chồng con với em chiều chiều tựa cửa đứng chờ em. Em chỉ lấy cái đồng tiền này em về em nuôi chồng nuôi con em thôi. Anh biết không, có chồng có con cũng khổ lắm. Hồi em mới lấy chồng đó, em có bầu đứa đầu tiên, trời em thèm những cái món ăn kinh khủng mà em khổ lắm. Em không có tiền ăn, lúc đó gia đình em lâm nguy lắm đó anh. Bà thèm gì dữ vậy? Lớp tờ. Ủa lớp tờ là gì? Tôm hùm. Trời ơi, thèm ăn còn hơn ông nội người ta nữa. Trời ơi, em khổ lắm rồi. Em giờ em có hai đứa con, một người chồng mà em phải lo hết trơn cái trời đó. Bà hai đứa con? Dạ. Một người chồng? Dạ. Con của em á, nó lớn rồi, em cũng đỡ lo phần nào. Bởi vì hồi đó rồi, lúc em có bầu em lâm nguy lắm. Vừa sanh thằng đầu tiên ra cái em đặt tên nó là Lâm Hùng. Trời ơi, Lâm Hùng cho đỡ Lâm Nguy đó. Ủa vậy hả? Dạ. Trời, có đỡ phần nào không? Dạ không đỡ. Em mới sanh đứa thứ hai, cái em mới đặt tên khác nữa. Đứa thứ hai tên gì? Lâm Quỳnh Lưu. Tên gì? Lưu Quỳnh Lâm. Trời ơi, tên đẹp quá ha. Rồi dạ, hỏi thiệt nha. Dạ. Chồng bà tên gì? Lâm Chấn Thương. Sao hai đứa con tên đẹp mà chồng tôi xấu vậy? Đâu phải đâu, tại nó ăn nhậu rồi nó chạy không ra đó, nó gây tai nạn giao thông. Bây giờ nó bị đụng chân xe đó, nó, cái chân nó bị đi không có được nữa, bây giờ nó nằm ở nhà nó chấn thương đó. À hiểu rồi, hiểu. Dạ rồi. Cảm ơn anh nha anh. Cảm ơn cái gì? Dạ. Đi đâu á? Dạ em về nhà, vợ con em, chồng em đang đòi tán. Bây giờ mà giỡn mặt với tôi hả? Mà nghĩ sao vậy hả? Bà sanh cái đường nào? Dạ, dạ anh hỏi gì? Tôi hỏi bà sanh bằng cái đường nào? Cái đường thượng đau đầy ải chân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Tôi thử bà tôi nãy giờ tôi hỏi bà coi, bà trả lời thành thật với tôi không? Dạ. Định lường gạt tôi nữa hả? Dạ không có đâu. Bây giờ không có nói nhiều, theo tôi về phương. Anh ơi, anh bắt em thiệt hả? Có ai bắt giả hồi nào không? Tao canh từ bữa tới giờ lâu lắm rồi. Anh ơi, nếu anh bắt thiệt em á, vậy anh đi ngang nhà em chút xíu đưa em đi cũng được. Làm gì? Em thay bộ đồ khác ra, em chứ mặc bộ đồ này đi vô tổng tưởng em BD. Chứ bà là gì em chịu BD hả? Anh ơi. Gì? Anh dừng lại chút xíu cho em tâm sự chút đi. Tâm sự vô gì nữa? Cho em hỏi anh câu thôi. Hỏi gì? Anh bắt em vậy rồi, Tết em ăn Tết ở đâu? Ở trong trại cải tạo, chứ ở đâu? Trời ơi. Anh ơi. Gì? Em hỏi anh câu nha. Sao nhiều chuyện chứ trời. Ở trong trại cải tạo đó, Tết có bánh tét, hồng dịch thịt kho không? Ở tù mà còn đòi bánh tét, hồng dịch thịt kho nữa hả? Không có nhiều, đi! Anh ơi, cho em hỏi câu nữa đi. Bà này mà kéo giờ dữ trời. Nhanh quá vậy? Không có đâu. Anh ơi. Gì? Em hỏi câu nữa đi. Câu gì? Mùng 1 tới mùng 3 Tết em có được về phép không? Trời ơi, ở tù phải đòi về phép. Chứ không, người ta đó công dân người ta nghỉ phép đó. Từ mùng 1 tới mùng 3, mùng 4 mới đi làm. Người ta khác, bà khác. Còn em mà tù nhân cũng phải có nghỉ phép chứ. Không có phép gì vậy á. Đi. Cầm đồ lên. Bằng chứng rồi ràng, cầm lên. Không có chạy nha. Dạ em biết rồi. Mày chạy tao đuổi theo tao mệt nha mày. Em theo anh mà. Điều này nè. Dạ đi. Trời ơi trời, tao cánh rồi mày khó thoát được tao lắm. Tao nắm cái đầu mày là chắc cú nhất. Mày chạy đi, tao trách mày chạy luôn đó. Tao bắt mày được đó là tính ra tao khỏe. Tao ở yên trong gia đình tao ăn Tết chỗ khỏe. Canh ngoài đường ngoài xá ngoài tao cũng mệt chứ. Tao nói thiệt với mày tao canh. Trời ơi, công giả. Tuấn, mày đứng lại cho tao. Trời ơi tôi bắt hụt tới nữa rồi. Tết này là sao tôi ăn yên ngủ yên được là trời ơi. Trời ơi tụi tôi.